Mình đang đứng ở cái chỗ này là cái bãi biển ở dưới Daytona của cái bang Florida. Biển Daytona cách thành phố Orlando tầm 1 tiếng lái xe, cách thành phố Tampa Bay khoảng tầm 2 tiếng lái xe. Đó thì cái bãi biển này nó cũng dài lắm, đi ở từ ở đầu kia kìa, mình đi ngang qua cái phỉnh này xong rồi mình đi dài dài múc ở dưới kia nữa, đi tham quan tập thể dục cho nó có sức khỏe. Ở dưới đây là cái nhà hàng nổi, nó tên là nhà hàng Châu nhà hàng nổi dưới đó. Ở dưới đây người ta cũng cho câu cá nữa nè, bản nội quy nè, cho câu cá. Cát ở dưới đây cũng đẹp. Ở bên Mỹ mình đi tới những cái khu du lịch đó, không có sợ chặt chém, không có sợ móc túi đồ này nọ. Cảm giác rất là an toàn. Còn ở Việt Nam thì biển cũng đẹp, cũng nhiều, mà có đôi khi người ta tắm xong lên á, mắc điện thoại, mắc đồ, mắc đạc hết, mắc bóp đó đó. Tại vì do cái xã hội, chứ không phải là con người ta xấu, người ta vô đường cùng rồi. Do cái chế độ người ta không có công ăn việc làm thì người ta phải môi sinh, thì khi người ta vô đường cùng là người ta phải trở thành đạo tặc. Nhưng mà trên thực tế là người ta không phải là người xấu, tại vì con người mà, các bạn thấy những cái con động vật như là con cọp, con beo đâu, nó muốn tồn tại bằng mọi giá, nó phải ăn tất cả mọi thứ. Thì con người mình cũng vậy, là do xã hội. Mà xã hội từ đâu ra? Xã hội là do cái chế độ mà ra. Người dân mà có cuộc sống thoải mái, có công ăn việc làm tốt, có cái môi trường sống, có nền giáo dục sống, tất cả là do cái người lãnh đạo, do cái xã hội, chứ không có đổi thừa hoàn cảnh, không có đổi thừa tại người này người kia. Trong khi mình ngồi trên cái ghế mình lãnh đạo, mình có cái quyền ở trên để mình quyết hành, mình muốn chọn đi theo ai, chơi với ai,
thì mình không thể nào mình nói Việt Nam của tôi nghèo là tại gì, tại nọ, tại bị, không có cái chuyện đó được. Tại mình bất tài mà bà đặt làm tài lanh, dốt mà bà đặt lên ngồi những cái ghế lãnh đạo, cho cái gọi là tổng bí thư, trung ương đảng, cái gì chủ tịch nước, cái gì thủ tướng, cái con mẹ con quái gì, toàn là cái quân, cái bọn dốt nát, dốt đặc luôn. Nếu mà các bạn nhìn một cái gia đình đi, gia đình đó họ có một cái hoàn cảnh không có được khá giả, thì do cái gia đình đó họ